Rồi, chào tất cả anh em trên YouTube nhé. Mình là Winter. Không phải hôm nay, mà là bây giờ. Mình sẽ chơi một cách nghiêm túc để hoàn thành được top 1. Tất nhiên, top 1 thì là nghĩa nhiều việc. Như là chúng ta yếu bắn đơn, ba người on à, bốn người đội. Rồi hôm nay tôi sẽ chơi nghiêm túc, đáng ra có khá nhiều video cho các bạn xem rồi, nhưng mà do là mình up lên kiểu như là mình chưa up xong nên mà mình đã tắt mất rồi, nên là ấy, nên là mình đã bị nó đã bị lỗi không tải lên được, nên mình đã xóa tập 5, tập 6, tập 7 rồi. Bây giờ tập 5 mới, à nhầm, tập 6 mới thì là mình chơi chế độ multiplayer đấy. Đấy rồi. Đây sẽ là video thứ 7. Và mình phải nói lại là cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình từ tập 1 đến bây giờ. Đặc biệt video Free Fire, mình cũng không ngờ là các bạn để ý đến Free Fire như thế. Thì Free Fire đang bảo trì nên là mình sẽ làm nào thì làm, bao giờ có thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Rồi mình vào game thôi. Con chó nó vào rồi. Hơn ạ. Đây kìa. Chán quá. Rồi xem nào, nhảy đâu, nhảy đâu vậy, đi thôi, hỏi các bạn biết kết quả thế nào đấy. Hình chạy đây rồi, đi lấy cái này rồi tàu lựa. Ê à, Uzi đầu tiên gắn được đạn. Đi, sao lại quê cha đấy. Cái lòn gì thốn vậy. Ê à, khốn à. Con chó nào game nha. Thế thì nó khác hẳn. Công nhận chơi đồng đội khác hẳn. Khác toàn phần. Anh ơi xin ở lại.
Vào đi anh ơi, hãy vào đi. Thẳng tiến tới một nơi xa xôi, xem nó phải cao đến đâu nào. Ây à, kéo gì vậy? Ây à, lên cao là ây à, biến nha. Biến nha, lên đây luôn. Mình nếu có hơi dè thì các bạn thông cảm nồi nhé. Ok, không, chẳng có gì cả. Thôi xong rồi. Về chỗ này chẳng có gì, xem nào. Anh nghĩ đâu đó quanh đây rất cảm ơn anh. Đâu một anh hai bạn, một anh đã tử trận hoạn đầu đã có. Thôi xong, ôi máy mình hơi lag nha, tạm dừng video tại đây để ấy. Sorry anh em. Sorry anh em nha. Máy lag quá, tôi bị thoát ra ngoài. Đây, đang vào lại rồi. Mong các anh em thông cảm. Đôi lúc máy chúng ta cũng có thể bị thế mà. Xin lỗi anh em. Tôi sẽ không để trường hợp này xảy ra đâu. Tầm này đang chắc đang bị bo giặt rồi. Kéo nhanh thì có ăn bầu đuôi ăn cứt thôi. Chán quá. Chơi nghiêm túc lại như này à. Đéo đùa đâu. Đéo đùa đâu. Đi mẹ hoa.
Em xin anh. Em xin anh. Lấy đồ à? À, thấy rồi. Bắn vào chân người chết. Có thể giọng mình có thể đoạn này là có thể gọi là hơi ồn rồi. Có x3 không bạn? X3 không? Ây da. Sorry anh em.
Nếu mà tôi làm gì đó hơi ồn thì mong mọi người lượng thứ và thông cảm. Đây ạ. À, đây là ấy đây. À, đây là ăn đậu ăn cướp đấy. Có người à? Bốn người. Rồi. Chúng ta còn 6 người nữa vào vô đây. Trước khi vào vô thì hãy sang bên này. Thôi nha, con chó số 2 thôi nha. Bị con chó đạp cho cái. Con chó ấy ăn cướp rồi lại phải cứu anh ý. Suốt ngày cứu anh đồng đội. Con mẹ phải luôn ạ. Đi con mẹ. Chúng ta đang bị thương. Cứu. Người cứu em. Ôi vãi lìn ạ. Ôi vãi lèn. Top 2 các bạn ạ. Rồi. Hôm nay hoàn thành được nhiệm vụ mới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.